Chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn từ sớm, mùa khô năm nay tỉnh Bến Tre đã giảm thiểu đáng kể tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt sản xuất. Ứng phó hiệu quả hạn mặn là điểm nhấn có trong chương trình Miền Tây Năng Động Bến Tre kỳ này. Chương trình còn có những nội dung đáng chú ý khác. Tuổi trẻ Bến Tre với những hành động việc làm tử tế đang lan tỏa thông điệp tình nguyện, cống hiến trong đoàn viên thanh niên. Qua câu lạc bộ việc tử tế thì các bạn đã tăng lên cái tính tiên phong của mình. Từ những giỏ xe cũ, một thanh niên Bến Tre đã hô biến thành những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao. Làm được cái linh vật này là bán đi lợi nhuận cao hơn. Thời điểm này tại Bến Tre, độ mặn từ 3 đến 5 phần ngàn xuất hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Người dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu nước sinh hoạt sản xuất. Tại thủ phủ Hoa Kiển, cây giống, chợ lách, nhà vườn phải đổi nước với giá khá cao để phục vụ cho sản xuất. Đây là cách người dân tưới tiết kiệm nước. Từng gáo nước được tưới trực tiếp vào bầu. Và với cách tưới này thì không một giọt nước chảy ra ngoài. Bà con có thể tiết kiệm được 70% lượng nước tưới. Và đây là giải pháp người dân duy trì sự sống cho cây trồng của mình qua mùa hạn mặn khốc liệt năm nay. Khoảng một tháng nay, mặn từ 3 đến 5 phần ngàn búa dây toàn huyện Chợ Lách. Tại các xã trồng cây giống, Hoa Kiển lớn như Vĩnh Thành, Phú Sơn có khoảng 2.000 hecta, chiếm 60% diện tích sản xuất toàn huyện đang thiếu nước tưới nghiêm trọng. Để duy trì sự sống cho cây giống, Hoa Kiển, nhà vườn phải mua nước tưới với giá lên đến 100.000 đồng một khối. Tuy nhiên, người dân chỉ tưới cầm chừng, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu nước. Mỗi ngày, một hộ dân có 1.000 mét vuông diện tích sản xuất cũng phải tiêu tốn khoảng 500.000 tiền nước. Tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng và có thể còn diễn ra thêm ít nhất một tháng rưỡi đến 2 tháng nữa. Khoản phí này là một gánh nặng đối với các nhà vườn tỉnh Bến Tre. Ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre khuyến cáo bà con cần triển khai các giải pháp tưới tiết kiệm nước, tăng cường che chắn để mà tránh tình trạng cây mất nước do nắng nóng. Đối với các nhà vườn có ao hay là dụng cụ chứa nước dung tích lớn thì cần tranh thủ lúc chiều thấp tăng cường lấy nước để dự trữ. Mặc dù đã xuất hiện các diện tích cây giống Hoa Kiển thiếu nước tưới, tuy nhiên đó chỉ là một bộ phận người dân sản xuất nhỏ lẻ, không có điều kiện trữ nước. Nhìn chung năm nay tỉnh Bến Tre ứng phó khá thành công với hạn hán và xâm nhập mặn. Điều này được thể hiện rõ nét qua việc số hộ dân thiếu nước sinh hoạt sản xuất giảm rất nhiều so với những năm trước. Đây là năm thứ 8, gia đình bà Lan trữ nước ngọt để phục vụ sinh hoạt vào mùa khô. Thói quen này được hình thành sau đợt hạn mặn lịch sử năm 2015-2016. Với 3 bồn nhựa, 4 hồ xi măng dự trữ hơn 100 khối nước ngọt, giúp gia đình bà sống khỏe qua mùa hạn hán và xâm nhập mặn. Mình chứa, mình xài vĩnh viễn như vậy thì nó có một cái nguồn nước nó dồi dào như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Mình đổi tốn tiền, mua có một lần cái dụng cụ thì mình sẽ xài được vĩnh viễn. Hiện tại, 99% hộ dân tại các huyện ven biển của tỉnh Bến Tre đã hình thành thói quen trữ nước ngọt sinh hoạt vào mùa khô. Điều này giúp địa phương ứng phó hiệu quả và giảm thiểu những thiệt hại do hạn mặn. Nước sinh hoạt được đảm bảo. Các vườn cây ăn trái cũng sống khỏe qua mùa hạn mặn. Tại vườn quất trái cây Chợ Lách, gần như nhà vườn nào cũng có ao, mương trữ nước. Gia đình anh Thùy có 5 công sầu riêng, anh dành 10% diện tích để trữ nước ngọt. Từ trước Tết Nguyên đã gần 2 tháng, các mương trong vườn đã tích đầy nước. Nhờ đó mà đến thời điểm này, lượng nước vẫn còn dồi dào, đảm bảo an toàn cho vườn sầu riêng qua mùa khô năm nay. Lượng nước tôi trữ là có tôi độ là khoảng đủ để qua mùa sầu riêng này, không lo hạn mặn nữa. Mong là được năm nay vụ mùa sẽ túng lớn. Từ giữa năm ngoái, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn như tiếp tục vận động người dân trữ nước mưa, cải tạo, nâng công suất các nhà máy cung cấp nước sạch, chủ động lập nhiều phương án đảm bảo nguồn cung nước ngọt cho người dân. Lắp đặt một số cái thuyền bơm để khi cái chân triều nước có độ mặn thấp nhất thì chúng ta sẽ bơm vào cái lưu vực trữ nước từ sông Ba Lai để trữ nước cho toàn bộ cái khu vực huyện Châu Thành để đảm bảo cấp nước sạch cho trên dưới 100.000 hộ dân. Bên cạnh nỗ lực ứng phó của các cấp chính quyền tỉnh Bến Tre, các dự án ngăn mặn trữ ngọt được đầu tư cũng đã phát huy hiệu quả. Hai cống Bến Rớ và Tân Phú thuộc dự án quản lý nước Bến Tre đưa vào vận hành cuối năm 2023 đã khép kín, tạo lưu vực trữ nước ngọt cho khu vực rộng lớn của huyện Châu Thành. Túi nước ngọt này có thể cung cấp khoảng 100.000 mét khối một ngày đêm xuyên suốt khoảng nửa tháng. Các công trình lớn của tỉnh cũng đã được hoàn thành, ví dụ như cống Bến Rớ, rồi cống Tân Phú là những cái cống lớn. Ngoài ra thì còn hàng chục cái công trình cống nhỏ khác
Qua đó thì đã khép kín lại được nhiều khu vực có nước để phục vụ cho các cái nhà máy nước, để phục vụ cho thành phố Bến Tre cũng như là các cái huyện lân cận. Thời điểm này, hạn hán và xâm nhập mặn đang đạt cường độ cao tại đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động của các cấp chính quyền, sự đồng thuận trong nhân dân mà Bến Tre ứng phó khá thành công mùa hạn mặn năm nay. Hơn 28.000 hecta cây ăn trái vẫn đảm bảo nước tưới, riêng nước sinh hoạt cũng cơ bản ổn định, chỉ thiếu cục bộ ở một số khu vực hạn mặn gay gắt ven biển. Câu lạc bộ Diệt Tử Tế là một trong những điểm nhấn quan trọng của phong trào thanh niên tình nguyện của tỉnh Bến Tre. Đây là giải pháp giúp cho các hoạt động tình nguyện được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, phù hợp nhu cầu thực tiễn từng địa phương. Câu lạc bộ này được tỉnh đoàn đánh giá cao và nhân rộng trong toàn tỉnh. Suốt hơn 2 năm qua, cứ mỗi sáng, anh Hùng cùng các bạn trẻ đoàn phường 7, thành phố Bến Tre đến quán cơm Nhân Thiện để phụ giúp và nhận những phần cơm với giá 2.000 đồng, mang đi bán lại cho những người khó khăn ở địa phương. Thanh niên thì mình phải đóng góp, cống hiến cho xã hội. Thì qua dịch thì mình thấy những cái mảnh đời cũng còn nhiều khó khăn, rồi cô chú bán vé số cũng rất là nhiều khó khăn. Nên là mình có suy nghĩ là mình sẽ hỗ trợ cô chú cơm trưa, không đồng. Những phần cơm không đơn thuần chỉ là no bụng, mà ở đây còn là tấm lòng của các bạn thanh niên gửi đến những người dân khó khăn, đỡ được phần nào chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống cũng như gia đình mình là đơn chiếc hay này nọ, rồi không có cái cuộc sống không đầy đủ, thì nhờ nó cũng giúp ích cho mình một phần nào của gia đình. Chưa giúp ích thì cơm mình mỗi ngày có cơm thì ăn cũng mừng lắm con, ngày hòa hợp. Chứ giờ thất nghiệp quá đâu có làm gì có tiền, con lớn tuổi 70 tuổi rồi, mình xin cơm từ thiện ăn lặn nuôi cháu ngoại nè. Và việc làm này là một trong những hoạt động của câu lạc bộ Diệt Tử Tế của tuổi trẻ thành phố Bến Tre. Đến nay, thành phố có 21 câu lạc bộ Diệt Tử Tế ở 14 đoàn cơ sở. Mỗi nơi một hình thức, cách làm đa dạng với nhiều Diệt Tử Tế, phù hợp với từng địa phương. Không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực, mà còn thu hút nhiều thanh niên, người dân tham gia. Qua 3 năm thực hiện thì tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên rất là cao. Thì lúc đầu thì các bạn còn bị động, thụ động trong chờ vào sự kêu gọi và mọc của đoàn các cấp để tham gia. Thì qua cái việc làm tử tế, qua câu lạc bộ việc tử tế thì các bạn đã tăng lên cái tính tiên phong của mình. Câu lạc bộ này mặc dù là đang triển khai thì nó cũng gần đây thôi, nhưng mà là cái hiệu quả và cái sự lan tỏa thì nó cũng đang có cái hiệu quả. Và sắp tới đây thì là sẽ có cái việc mà tiếp tục thực hiện duy trì để làm sao là các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên thanh niên để tham gia trong đó là thấy được cái sự cống hiến của mình và góp cái sức trẻ của mình vào những cái hoạt động của đoàn của hội. Hoạt động câu lạc bộ đã giúp đỡ những người yếu thế bằng sức lực, khả năng của tuổi trẻ, góp phần nâng cao hình ảnh và vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong lòng nhân dân. Có rất nhiều thứ tưởng chừng như bỏ đi nhưng đã được tận dụng lại và trở thành nhiều vật dụng có ích. Bằng niềm đam mê, óc sáng tạo, một thanh niên tại Bến Tre đã biến những chiếc giỏ xe bỏ đi thành những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị kinh tế cao. Mời quý khán giả hãy cùng phóng viên Kim Lụa khám phá, thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật độc đáo này nhé. Đây là những giỏ xe cũ đã qua sử dụng. Với nhiều người, chắc hẳn chúng ta sẽ chọn cách là bỏ đi. Thế nhưng mà đối với chàng thanh niên quê hương Đồng Khởi Nguyễn Đình Triệu, anh đã chọn cách tái chế cho những phế phẩm công nghiệp như thế này. Chẳng phải một phim trường Hollywood hoành tráng nào cả. Đây chỉ là hai trong số những mô hình được hô biến từ những chiếc giỏ xe đã cũ. Vốn đã có khiếu thẩm mỹ, thêm nhiều năm gắn bó với ngành kỹ thuật cơ khí. Do vậy, việc chuyển từ cắt gọt kim loại sang gia công những chiếc giỏ xe đen nhẽm, thô kệch như thế này với anh Triệu là điều khá dễ dàng. Tìm cái mẫu để mình thích, hoặc là những cái mẫu nào của khách đặt rồi mình sẽ tạo khung sườn sắt. Tạo khung sườn sắt rồi mình sẽ dùng kỹ thuật giống như trong mỹ thuật á, là mình sẽ giống như là mình tả những chi tiết, tả như cơ bắp, rồi ví dụ vải, răng. Nói chung là mình sẽ lấy trong hình ảnh mình phải dựa trên mạng về á, rồi mình tả theo giống thật cho nó.
Để hoàn thành hai mô hình người sói và người rồng này, anh Triệu đã dùng đến gần 100 giỏ xe cũ và mất khoảng 1 tháng. Trước đó, chàng thanh niên này từng dành ra 3 tháng với hơn 200 giỏ xe cũ để cho ra đời mô hình kinh công độc đáo với chiều dài hơn 2 mét, nặng gần 300 kg. Tái chế phế phẩm, một câu chuyện không hề mới. Song, việc để những phế phẩm này khoác lên mình chiếc áo mang nhiều giá trị là tùy vào cách nhìn nhận và khai thác của mỗi người. Cái giá trị khai thác, ví dụ là làm cọng dây ràng, luộc xe là cái lỗ mũi, làm cọng dây ràng thì cũng giúp ích cho một số công việc, rồi nuôi hào, rồi số bầm la, tái chế lại. Nhưng mà cái mảng này nè, nó sẽ làm được cái linh vật này nè, mình bán đi nó cái giá thành nó cao hơn. Giá thì trung bình tùy theo mô hình to nhỏ. Ví dụ như hai con này là bán là 55 triệu. Thường thường là khu du lịch, rồi quán cà phê, nhà hàng đó, đặt hàng hoặc là mua. Mình chọn rồng của anh Triệu tại vì anh Triệu làm bằng những cái chất liệu vỏ xe, mình có thể những cái chất liệu mà phế thải mình có thể tái chế như vậy để góp phần bảo vệ môi trường. Giống mà nghe đẹp lắm á. Đẹp lắm. Làm cái này là khéo. Tay nghề phải khéo. Thì nghe nhiều lần rồi nhưng hôm nay mới được thấy thật sự nè. À, thấy mới thấy thật sự tay nghề của anh chàng Bến Tre. Không dừng lại ở đó, bên cạnh việc lan tỏa thông điệp tận dụng phế phẩm vì một môi trường xanh, anh còn dự định mở các lớp hướng dẫn cặn kẽ về công việc này, góp phần mang đến cơ hội nghề nghiệp cho nhiều thanh niên trẻ tại địa phương. Chúc cho những dự định của anh Triệu sớm thành hiện thực để mở ra cơ hội nghề nghiệp cho thanh niên tại địa phương, góp phần nâng cao giá trị của các phế phẩm công nghiệp. Chương trình Miền Tây Năng Động kỳ này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình tiếp theo.